Xin chào các bạn đang xem video của kênh Tri Thức Quanh Ta. Như chúng ta đã biết, do chịu nhiều thiệt hại từ các cuộc chiến tranh, đặc biệt là nạn đói năm 1945, khiến cho nền kinh tế của Việt Nam trở nên suy giảm nghiêm trọng. Trong suốt mấy chục năm trở lại đây, Việt Nam tuy đã thành công trong cuộc chiến xóa đói giảm nghèo, vươn lên về mọi mặt, nhưng xét cho cùng vẫn còn nhiều mặt hạn chế, nền kinh tế cũng không được dồi dào so với những nước khác. Vậy một câu hỏi được rất nhiều người đặt ra ở đây là Việt Nam nghèo như thế, sao chính phủ không quyết định in ra thật nhiều tiền để làm giàu cho đất nước? Chắc các bạn cũng không ít lần tự hỏi như vậy đúng không nào? Các cụ chẳng có câu tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người cơ mà. Có tiền là có tất cả. Sẵn cái máy in tiền ở đấy đem ra in lấy vài xe tải, phát cho mỗi nhà mấy tỷ là giải quyết xong tình trạng đói kém, lập tức đưa đất nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu ngay nhỉ? Ồ, khoan đã nào, bạn đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy chứ. Video dưới đây sẽ giải thích một cách dễ hiểu cho bạn về chính sách in tiền của một quốc gia, đồng thời trả lời câu hỏi tại sao ngay cả khi kinh tế yếu kém, chính phủ cũng không thể ban lệnh in tiền bừa bãi được. Ok, bắt đầu thôi. Đầu tiên, bạn phải hiểu rõ việc quyết định phát hành bao nhiêu tiền, ấn định lượng tiền lưu thông là hết sức quan trọng, tùy thuộc vào chính sách tài chính từng thời kỳ, cũng như hoàn cảnh cụ thể của một quốc gia, phải lên kế hoạch và tính toán kỹ lưỡng trong một thời gian dài trước đó. Không phải muốn in là mở máy in ngay được đâu nhé. Thứ hai, không phải lúc nào chúng ta cũng thực sự cần tiền. Nếu như không đủ giá trị sử dụng thì tiền chỉ là một tờ giấy dư thừa. Ví dụ, bạn bị trôi dạt vào một đảo hoang trên biển, không có thứ gì có thể ăn hoặc uống được. Lúc này, thứ bạn cần là một chiếc bánh mì hay một vali tiền. Lại giả sử, sau khi cố gắng tìm kiếm trên hoang đảo, bạn phát hiện một cây xoài rất sai quả. Nhờ số xoài này, có lẽ bạn sẽ sống được tới khi có tàu cứu trợ đi qua. Đúng lúc này, có một người khác xuất hiện. Có lẽ anh ta cũng bị trôi dạt gần đây. Anh ta đưa cho bạn một túi tiền với mong muốn mua số xoài của bạn. Vậy bạn có đồng ý bán không? Đương nhiên câu trả lời là không. Bạn không dám chắc những ngày tháng chờ cứu viện sẽ kéo dài đến bao giờ. Trong trường hợp này bạn không cần tiền. Từ ví dụ trên có thể thấy được, thực ra chúng ta không cần nhiều tiền như chúng ta vẫn nghĩ, và không phải lúc nào cũng có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề. Khi không có giá trị của cải được tạo ra, thì đồng tiền có in ra nhiều mấy cũng vô dụng. Thứ ba, lượng tiền được ban hành phải tỷ lệ thuận với lượng của cải mà con người làm ra. Hãy hình dung mỗi ngày người dân sản xuất ra được một cái bánh, trong khi nhà nước in ra lượng tiền quá nhiều. Kể cả cho dù nhà nước in thêm 40 đồng, hay 100 đồng phát cho dân, nhưng vẫn chỉ có một cái bánh. Lúc này tiền thì nhiều nhưng bánh lại ít, khiến cho cái bánh trở nên đắt đỏ. Từ việc mua một cái bánh mất 10 đồng, giờ cái bánh sẽ phải tăng lên 20 đồng. Nếu tình trạng ấy xảy ra, đồng tiền sẽ bị mất giá. Tiền khi ấy không còn là tiên là Phật, nó chỉ là một tờ giấy tràn lan trên thị trường mà thôi. Đừng quên rằng bản thân tiền chỉ là một tờ giấy có giá trị quy đổi. Tiền có giá trị vì bạn có thể dùng nó để đổi hàng hóa và dịch vụ. Nhưng việc in thêm tiền không sản xuất ra thêm hàng hóa và dịch vụ. Nếu quá nhiều tiền nhưng lại ít hàng hóa, thì việc hàng hóa được tăng giá cao hơn để tiêu thụ đồng tiền là tất yếu. Tất nhiên, việc điều hành chính sách in tiền đúng đắn cũng không là vấn đề bạn cần lo lắng. Chính phủ và Ngân hàng Trung ương luôn luôn xem xét và tính toán rất kỹ trước khi bắt đầu in tiền đấy. Như vậy các bạn đã hiểu tại sao một quốc gia không thể in tiền bừa bãi rồi chứ. Bởi vì tiền không đại diện cho sự thịnh vượng của đất nước, nó thực chất chỉ là một phương thức quy đổi, khiến việc lưu thông hàng hóa trong nước cũng như nước ngoài được dễ dàng hơn. Thực chất, thứ đại diện cho sự giàu có của một quốc gia chính là số lượng của cải hàng hóa mà quốc gia đó sản xuất ra, bằng hiện vật cụ thể như gạo, cà phê, hoa quả, v.v. Bởi vậy nên nói, dù có in nhiều tiền hơn thế hay nhiều tiền hơn nữa thì quốc gia vẫn không thể vươn lên được, ngược lại còn xảy ra lạm phát, dẫn đến mất thăng bằng kinh tế.
Vâng, xem xong video này chắc không còn ai vẫn đang hy vọng về một ngày nhà nước mình đột nhiên ban lệnh in xe tải tiền đến phát cho từng nhà đâu nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Xin chào tạm biệt.